cùng với xu hướng mở cửa phát triển kinh tế của cả nước nói chung, việc phục hồi và phát triển toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội được thành phố Châu Đốc triển khai đồng bộ theo nghị quyết 128 của Chính phủ, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quý 1 năm 2022, kinh tế xã hội thành phố đạt kết quả khả quan, đảm bảo đúng lộ trình và nâng cao hiệu quả trên từng lĩnh vực. Phát huy những kết quả đạt được, quý 2 năm 2022, thành phố tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tập trung mọi nguồn lực, giữ vững thành quả công tác phòng chống dịch COVID-19 và khống chế có hiệu quả dịch bệnh sốt xuất huyết. Triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung tổ chức tốt lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, ngày hội mắm Châu Đốc, vân vân. Tập trung thực hiện ba trụ cột: khai thác tối đa nguồn thu, chống thất thu, tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh việc triển khai các công trình trọng điểm, vân vân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện đạt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện công tác hỗ trợ xây cất nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác kiểm tra lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè, trật tự xây dựng, kiểm tra lập lại trật tự đô thị trong văn minh thương mại trên địa bàn thành phố.